chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Thế Sơn Toyota. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cận cảnh chiếc Toyota Land Cruiser VX SV8 2021 với giá hơn 8 tỷ đồng. Đây được coi là sự lựa chọn thay thế cho mẫu Lexus LX 570 của các đại gia Việt. Đây là một trong những chiếc Toyota Land Cruiser VXS 2021 sở hữu động cơ V8 đầu tiên về Việt Nam. Một doanh nghiệp nhập khẩu xe hơi tại Hà Nội mới đây đã đưa về một chiếc Toyota Land Cruiser đời 2021 mới nhất hiện nay. Xe thuộc phiên bản VXS vốn dành cho thị trường Trung Đông. So với phiên bản Land Cruiser cũ đời 2021, có sự thay đổi dễ thấy nhất là ở tấm lưới tản nhiệt nan ngang kép thay vì ba nan như trước đây, cụm đèn chiếu sáng chính thuộc dạng đèn LED tích hợp giải đèn ban ngày, trong khi đèn xi nhan chỉ là dạng halogen. Cụm đèn hậu cũng tương tự, khi đèn báo lùi và đèn xi nhan vẫn chỉ ở dạng halogen. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép kích thước 20 inch. Toyota Land Cruiser sở hữu khoang nội thất rộng rãi cùng hàng loạt trang bị tiện nghi. Cụ thể, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi và làm mát ghế, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh của JBL. Ngoài ra, gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense cũng xuất hiện trong mẫu xe này. Bên phải khu vực cần số là các phím bấm nâng hạ gầm, núm gài cầu điện tử, núm chỉnh chế độ Cruise Control giúp cho xe vượt qua địa hình tốt hơn. Bên dưới đó là các phím bấm lựa chọn chế độ lái như Eco tiết kiệm, Normal là thông thường, Sport, Sport Plus, thể thao hay nút khóa Visa trung tâm, chế độ chống trơn trượt. Hàng ghế thứ hai sở hữu không gian rộng rãi, thậm chí có thể ngồi tới 4 người. Điều hòa cho hàng ghế sau là loại hai vùng tự động. Trên lưng ghế trước là màn hình giải trí cho hành khách phía sau. Chiếc xe được đề cập trong video sở hữu động cơ V8 dung tích 5,7 lít, tương đương với người anh em Lexus LX 570, sản sinh công suất cực đại 381 mã lực và 544 nanomet. Kết hợp với đó là hộp số tự động 8 cấp. Toyota Land Cruiser có tổng trọng lượng lên đến 2,65 tấn. Chiếc Toyota Land Cruiser VXS V8 2021 này được đơn vị nhập khẩu về tiết lộ mức giá là hơn 8 tỷ đồng, chưa bao gồm phí ra biển số. Đây sẽ là một lựa chọn dành cho đại gia Việt nào tìm kiếm sự khác biệt so với mẫu Lexus LX 570 với giá tiền có phần thấp hơn. Vừa rồi là cận cảnh về chiếc xe Toyota Land Cruiser VXS V8 2021. Nếu hay thì các bạn đừng quên like, share và nhấn nút chuông thông báo cho Thế Sơn Toyota các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty.
chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.